Xin chào các bạn đã đến với Caramel Studio. Đây là Ivan và hôm nay là một ngày rất đẹp trời ở một nơi rất là đẹp luôn. Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đá văng cái nắp chai. Tất nhiên đây không phải là một cái kênh dạy võ, cho nên mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng Premiere để làm cái điều đó. Đối với những bạn nào mà kiểu cùi bắp không có đá được á, còn bạn nào mà đá được rồi á thì cũng coi video cho vui. Rồi, bây giờ chúng ta cùng vào phần hướng dẫn nha. Phần này rất quan trọng đối với những bạn nào thích thể hiện đá nắp chai nhưng mà không có khả năng giống như Caramel Studio. Alright, bây giờ trước khi mà làm bất cứ thao tác gì á, các bạn sẽ cần phải có sụt trước đã. Thì các bạn sẽ cần phải quay 3 video. Video số 1, mình sẽ đặt tên video lại luôn là video số 1, là cái video mà các bạn chỉ quay cái chai đã đầy nắp. Video số 2 là cái video mà chúng ta sẽ dùng ngón tay để xoay cái nắp cho nó bật ra. Video số 3 là video hành động của chúng ta, đá hoặc đấm hoặc thổi hoặc ảo thuật hay là phù phép gì đó cho một cái chai không có nắp. Rồi mình sẽ đặt tên nó lại là video số 1, số 2, số 3 luôn nha. Đầu tiên chúng ta kéo video số 3 vào trong timeline. Sau đó chúng ta kéo video số 1 đặt lên trên video số 3. Sau đó chúng ta đặt con trỏ ở vị trí mà cái chân của chúng ta có vẻ như là đá vào cái nắp. Rồi chúng ta cắt cái video số 1 bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl K. Sau đó chúng ta xóa bỏ khúc sau. Rồi tiếp theo là tới cái video số 2 nè. Chúng ta sẽ đặt con trỏ ở vị trí mà cái nắp chai bắt đầu xoay và chuẩn bị văng ra. Đặt ngay vị trí đó xong, chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl K để cắt cái layer ra và chúng ta xóa bỏ khúc trước. Sau đó chúng ta kéo cái video số 2 sát vào trong cái video số 1. Và cả hai video số 1 và số 2 đều đặt nằm ở trên video số 3 nha. Rồi tiếp theo, khi mà cả hai đều nằm ở trên video số 3 như vậy rồi thì chúng ta sẽ chẳng thấy người đâu cả. Cho nên chúng ta cần phải làm gì? Cần phải vẽ mask. Lại là mask. Tại sao? Hay là mình đổi tên kênh của mình thành Mask Studio luôn nha. Alright, thì đầu tiên chúng ta chọn vào cái video số 1. Chúng ta vẽ mask bao quanh cái nắp. Sau khi vẽ xong thì nhìn nó hấp dẫn rồi đúng không? Nhìn thấy có vẻ như là mình đang đứng trước một cái chai có nắp rồi, chuẩn bị đá nó này. Rồi, tới khi đá nó thì con trỏ nó đã chạy qua tới cái video số 2 rồi. Đó, thì lúc này lại che cái người của mình nữa. Rồi, vậy thì tiếp tục vẽ mask lên video số 2. Chọn video số 2 như bao lần trước, vào Effect Control, mục Opacity, chọn vào đầu bút máy và vẽ xung quanh cái nắp chai. Sau khi vẽ xong các bạn sẽ thấy đó, hiện lên người và hiện lên cái nắp. Rồi bây giờ mới là vô phần chính nè. Thì á, cái nắp này nó sẽ xoay và nó sẽ bật ra, cho nên cái mask của chúng ta nó cũng sẽ phải chạy theo. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải làm một bước rất quan trọng, đó là đặt key cho mask path. Đó, đặt key đầu tiên. Rồi sau khi đã có key đầu tiên, chúng ta đặt con trỏ ở vị trí mà cái nắp chuẩn bị chuyển động. Bởi vì trước đó thì nó chỉ xoay thôi, xoay thì nó cũng vẫn đứng yên một chỗ thôi. Và chúng ta đặt tiếp một cái key cho map bass nữa bằng cách nhấn vào cái hình thoi này. Tiếp tục, chúng ta move qua 2 frame hoặc 3 frame hình dần dần. Hoặc là nếu các bạn kỹ thì từng frame một luôn. Rồi cái nắp nó bay tới đâu thì chúng ta điều chỉnh cái mask cho nó khớp tới đó, cho tới khi cái nắp nó rớt ra khỏi khung hình. Như vậy là xong. Đơn giản không? Mình nói thì đơn giản lắm nhưng mà thực tế bước vẽ này nó là một cái bước cực kỳ khổ. Rồi, hy vọng là các bạn cũng sẽ dễ dàng làm được ha. Ủa vậy là sao? Vậy nó cũng ra không? Đi. Không đẹp nói đâu. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Thì cũng như bao lần trước, nếu các bạn thích video thì hãy like. Nếu mà có yêu cầu gì khác thì hãy comment.
Và nếu mà ủng hộ tụi mình thì hãy subscribe. Mình rất cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hãy áp dụng cái hiệu ứng này để sáng tạo làm thêm những thứ khác. Thay vì đá cái đắp chai, các bạn có thể đá ai đó.